Với cần rồi. Roma thì chúng ta hay gọi là chém tuyển nhưng mà nó cũng không phải là quá tuyển. Cần rồi, Baby và Roma. Trận đi đấu mà Hồng Anh có khả năng sẽ bật được lại. Nhưng mà mong rằng cái thế bài nhà em nó đẹp hơn những thế bài trước. Vòng một con hiêu bãi đá, mà nhìn nó không vui rồi. Vòng bầy hiêu đầu sẽ là bao, sẽ là bầy hiêu bao nhiêu con. Vâng, mọi thứ dường như vẫn đang là chống lại cái thủ Hồng Anh. Vâng, các bạn nhìn thấy vòng bầy hiêu đầu là bầy hiêu ba con đây rồi. Vâng, như vậy là có quả phụ rồi, tươi rồi, có quả phụ. Vâng, chiếc BS đầu tiên sẽ chuẩn bị được thiết kế và nó sẽ nằm ở đâu? Roman đối đầu với Babylon. Kèo cân, tôi nghĩ trận này Hồng Anh sẽ đánh chém thôi. Bài là khá đẹp và đánh chém không nhà thì là tuyệt vời. Và hãy tận dụng những lợi thế mà những con lạc đà có thể khắc được con, những con ngựa chém mà đánh chém, không nên đánh cung. Và đánh cung thì Roma sẽ mặc sức phát triển, sức phát triển của Roma thì không, vâng, cũng rất là nguy hiểm. Vẫn thiếu một chút đồ ăn nữa dành cho Hồng Anh, một chút nữa thôi, thêm một đồ ăn nữa thì Hồng Anh sẽ đủ đời để có thể kích lên đề ba. Vâng, bãi quả dường như là 5 cây. Vâng, thêm bãi quả phụ dành anh. Đây rồi, tươi rồi. Đây rồi, tươi, 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 tươi. Vâng, lâu lắm mới thấy cái bài đẹp dành cho Hồng Anh. Vâng, Hồng Anh đang muốn khung nhà mình lại. Vâng, các bạn nhìn thấy những chiếc BEC là cực kỳ là có ý đồ. Vâng, hãy cẩn thận trong tờ này. Vòng bài hai quả phụ, một hiêu ba và một con voi. Bét thứ hai chăng? Bao nhiêu đồng dân? 26 dân rồi. Thế ông anh vẫn xin dần. Bi chết một dân và bi đánh 23 dân. Như vậy là bài 24-1. Đây sẽ là chiếc bét thứ hai. Ô, không thấy ông anh ngừng xin dân. Vâng, 27 dân đến từ ông anh. Vâng, rất trâu bò. Kích đợi không phải là quá muộn. Vâng, 8-25. Ô, Bi vẫn tiếp tục xin dân. Như vậy là 24 dân đến từ Bi. Còn 27 dân đến từ Hồng Anh. Và mặc dù là 27 dân nhưng tôi nghĩ Hồng Anh vẫn sẽ đánh chém thôi. Và đánh cung lại cửa trên quá. BB sẽ ở mặt kia. Và một chiếc BB sẽ cũng kín luôn cái mặt kia luôn. À không, ở dưới đấy là cần một chiếc BM nữa. Đây là BB. Timeline. Vâng, Bi truyền đời. Vậy không phải bài, không phải bài mà Bi lên đời quá đột biến. Như vậy là tươi rồi. Trận đấu này cửa thắng đang là rất sáng dành cho Hồng Anh. Vâng, vừa mới lên đời đến từ Bi. Bi skip một khoảng ở một trận ở khoảng tầm 10 rưỡi nhưng Hồng Anh cũng gần gần đấy thôi. BA. Và đây là BM. Vâng, rất tự tin. Rất tự tin, cộng dần 27 cộng 1.
Bi cũng cộng 1. Vâng, Bi 2 tư dân bây giờ tôi thấy 25. Phải nhỉ? Trước nhà bé thứ 3. Vâng, hình mẫu đánh cung chính ở đây. Vâng, có làm con hiêu không? Không, nhưng mà không làm con hiêu. Trước nhà bé tiếp theo luôn. Vâng, chưa nâng cấp được chặt gỗ. Vâng, nâng chặt gỗ thì gọi là hơi muộn. Bài đã gần kín rồi. Còn một chút nữa thôi là sẽ kín. Vâng, để... không, như vậy là em sẽ bỏ kín luôn. Tưởng chừng như để đấy để cho những con nông dân di chuyển về, nhưng không. Vâng, bài mới tới tận 28, 29 nông dân. À đâu? 28. Vâng, 4 công tê là 29, đúng rồi. Bây giờ thì bắt đầu là vẽ ruộng. Vòng bãi quả này tôi không nhầm đã bị phát hiện. Và các bạn có tin không? Và các bạn có tin bãi quả này bị phát hiện không? Vâng, Bi đã có con cụ tê. À, đã có ngựa giò. Và năng bãi quả kia là bị phát hiện. Nếu như bãi quả kia không bị phát hiện. À, Bi cộng dân. Vâng, nãy thì là 24 dân, lên đời cộng 1 dân là 25. Bây giờ thế là 26. Ồ. Vậy là Bi đánh sọc đơn. Vâng, hai game thủ đúng là hai ông thì đánh cung R khác, một ông thì đánh chay sọc đơn, một ông thì đánh chay cung R. Vâng, lợi thế thì sẽ dành cho Babylon. Việc dù thì cung R ông dễ đánh hơn là những quân chém. Nhưng vấn đề ở đây là sọc đơn nằm sọc đây là sọc đơn của Roman. Và Roman này vùng một quân phát triển là rất tốt. Cẩn thận trong tuần này. Vâng, bắt đầu có cái gì đó của thủ BB. Con ngựa giò. Bây giờ ngựa giò mới đến nhà của Hồng Anh. Rất muộn màng. Một chiếc ABG chay để có thể vẽ ruộng. Vâng, ba con nông dân ăn những cây quả từ khá là tươi. Một con ngựa giò, một con cung R đi để có thể dò nhà của đối phương. Vâng, bài của Hồng Anh là quá kín. Hai con sọc đơn. Và một pha phẩy e của Hồng Anh. Một con nông dân của một pha phẩy e của BB. Một con nông dân của Hồng Anh đã phải nằm xuống. Vâng, bây giờ đào vàng sau đơ mi nó mới vui này. Vâng, đào vàng sau đơ mi thì nó mới vui. Chiếc nhà bé thứ 5. Ở từ chiếc nhà bé thứ 4. Vâng, bây giờ đào vàng đâm mi nó mới vui. Đâm được con y giáp 4. Hồng Anh vẫn đang đánh thủ 100%. Bây giờ đẩy một con cung R đi để dò nhà của đối phương thôi. Chắc chắn là Bi không thể nào mà công nhà của Hồng Anh được. Tôi có thể khẳng định luôn. Vâng, cung R đứng hết bên trong. Hồng Anh cần phải lên giáp dần đi là vừa. Vâng, đá có một tên giáp vàng thì đã đủ để có thể lên giáp 4. Chặt gỗ 2 trước. Vâng, con cũng không con R đi ra khỏi nhà được. Cẩn thận bị Kenny bãi gỗ. Chặt gỗ 2. Quét Bi tham như nào rồi. Vâng, Bi 41 dân, cả Hồ Anh 37 dân. Tham lai của Bi lại tiếp tục đè. Nở rất to. Một pha lọt nhà của Hồ Anh. Và không mất quá nhiều. Một pha vé rất tốt. Có thể giữ được ba con nông dân này. Phòng Bi đang rất hổ áo loài mà trâu sọc đơn của mình. Vâng, sao Bi khỏe thế nhở? Vâng, Bi đánh 24 dân. Vâng, Bi đánh 24 dân mà bây giờ sao khỏe thế? Vâng, 5 chiếc ABA đều. Cung R thì đã có tầm xa 2 và
tầm xa 2 và giáp 4. Một tên mà muốn bắt những đơn vị đi móc máy của đối thủ BB. Vâng, đây chỉ là 5 con sọc đơn đi thám thính thôi. Vâng, B cần vâng Hồng Anh cần phải soi tham thật nhiều để xem B đã đào được bao nhiêu vàng rồi. Bài này thì chắc chắn là B sẽ chỉ đánh thủ để có thể lên 4 thôi. Chứ làm gì có chuyện mà đẩy. Vâng, đẩy thì là rất khó, nhà Hồng Anh cũng gọi là đẹp. 3-0 à? Trận cuối cho Son là gì ạ? Vâng, bắt đầu đẩy thôi. Hồng Anh đang tụ cung R. Và cung R đang trên con đường lên đầu máu. Vâng, tăng rất nhiều những chiếc RBA. Đây là hai kích cung R tròn của ông thủ Hồng Anh. Vâng, đi quần là rất cẩn thận. Cẩn thận xếp một pha đổi. Cẩn thận xếp một pha đổi nhà. Vâng, 6 chiếc RBA đang là sóc 2, 4, 6. Như vậy là 6 chiếc RBA đang sóc là tương đối đều. Vâng, đây là những con sóc đơn đến từ ông thủ BB. Vâng, biết B có nhiều sóc đơn hay không? Sóc đơn nhiều không thì không biết. Nhưng mà vâng, không biết cái lượng. Vâng, một góc đứng là rất đẹp dành cho Hồng Anh. Vậy. Không, được, ăn được theo từ này. Vâng, giáp 4 đầu máu rồi. Không phải là dạng vừa. Trời ơi, vâng, Bi sóc quá nhiều dân và cái lượng quân của Bi không phải là quá nhiều. Vâng, từ nay mà em chịu vậy thì mắc bình. Vâng, Bi không vào trong từ này. Quá tươi, bây giờ sẽ là một tên mà bị lọt nhà của Bi. Vâng, bỏ lây chờ. Bỏ lây chờ rất tốt. Vâng, vào một ít thôi. Còn đứng ngoài thì vẫn, vâng, quân đứng ngoài thì vẫn phải ôm. Vâng, tiếp tục là lây chờ. Vâng, không như Bi đang có khá nhiều sâu đơn. Vâng, vào trong và bắn thôi. Vâng, khoảng chục con vào là hợp lý. Timeline vẫn giữ được ở 94/112. Tiếp tục là tên mà thả diều đến từ BB. Còn dường như BB kích 4 rồi thì phải. Vâng, đang thả diều rất ghê. Thả diều này. Vâng, Hoành bắt đầu đào vàng. Vâng, rất nhiều những chiếc nhà BL của đối thủ BB. 5 chiếc BL. Một trận thi đấu mà BB xác định đánh theo kiểu mà đánh thủ để có thể lên 4. Vâng, BB chạy nhà. Vâng, khả năng là kích 4 rồi. Vâng, dân ở nhà BB là rất nhiều. Bắt đầu nâng cấp đào vàng. Vâng, vậy lượng dân của BB là siêu siêu nhiều. Vâng, BN đập các kiểu rồi. Các kiểu con là điểu. Dân là rất nhiều đang chạy long quăng ở trên bản đồ. Vâng, Bi chắc bài. Bi có những con phù để có thể vâng chống lại những bài đâm mi. Một pha lọt nhà của Hồng Anh. Nhưng mà tên này không xoắn. Pha hơi đen. Tự dưng lại bị đẩy. Bao xe. Vâng, một pha đẩy nên mà Hồng Anh vẫn kịp bao xe. 64 dân đến từ BB. Cực kỳ trâu dần. Nhưng mà trận điều này thì B đã mất nhà rồi. Và là cần phải quản tốt những con ông dân của B. Sau khi B lên 4 thì B sẽ cần phải có lượng gỗ là 1.200 gỗ từ thế lên được những con đào đôi. Và cái lượng quân của B bây giờ nó không còn là quá nhiều. Rất nhiều dân. Hồng Anh cũng phải nằm xuống khoảng tầm 20 con ông dân. Nhưng bây giờ điều và cái điều này không quá quan trọng. Vâng, làm lại ruộng thôi. Và để ý cho những con nông dân. Vâng, để ý cho những con quần quản thật tốt bản đồ. Quản bản đồ là thắng rồi. Bi đã lên xong 4. Đừng để Bi lên đạp đôi. Vâng, chết rất nhiều đơn rồi. Nhưng mà anh nhớ rằng lượng dân của Bi là 64 dân. 3 giờ và 12 giờ cắm ship cho những con cung R. Chỉ cần quản bản đồ là thắng rồi. Vậy thì bắn lổ hết nhà BL. Hợp lý. Vâng, Bi đánh một trận rất trâu. Và đáng tiếc là Hoàng Anh là người đánh tốt hơn. Vâng, đây rồi. Nhà BL mới của game thủ BB. Ủa, thế như vậy là Bi rất nhiều gỗ. Vâng, nâng cấp đạp đôi thì mất khoảng 1.200 gỗ. Mà bây giờ lại còn xây thêm được cái nhà BL. Chứng tỏ là Bi là người rất nhiều gỗ trong trận thiếu này. Xây mới chính là chính để có thể ăn vàng được tốt hơn. Điều đây. Như vậy là cũng tiếp tục là đi ăn vàng. Vâng, bắt đầu sản thêm những con sóc đơn. Vâng, quản được nông dân hoàng của Bi là win. Vâng, đây rồi. Vâng, đây Bi ăn. Vâng, đóng rất nhiều những chiếc nhà chính để có thể sóc dần.
hóa xong đạp đôi. Vâng, hóa xong đạp đôi, nhưng mà tình hình là chưa biết như thế nào. Vâng, không biết lực của Bi là có khỏe hay không. Vâng, bài của Hồng Anh là cái bài mà siêu kín. Vâng, không vào đâu. Vâng, Roman chưa biết như thế nào một lần. Vâng, vẫn chưa biết như thế nào đâu. Vâng, Thanh Loa Hồng Anh chắc đang đè. Thanh Loa Bi bây giờ giỏi lắm thì được 60. Giỏi lắm được 60. Vâng, nhưng Bi đang ăn hoàng một bãi quả. Tưới thơm. Vâng, đạp đôi Roman sẽ thi đấu với Cung R Babylon. Vâng, như Hồng Anh đang thể hiện cái khả năng quản màn đồ của mình. Vâng, cũng bắt đầu đóng ca. Rồi, đạp đôi của Bi tụ được không phải là ít, các bạn gái nhìn thấy. Đạp đôi của Bi tụ được không phải là ít. Vâng, bây giờ là khoảng tầm 30 con đạp đôi. Và nếu cái lượng đạp đôi để ở nhà, không biết Hồng Anh có đỡ được không. Đây chỉ là cung giờ của Babylon. Một loại cung giờ nó vâng chả có lợi thế về cái khỉ gì cả. BE á, vâng BA chứ. Vâng, chưa đủ vàng. Tốt. Vâng liệu có đỡ được không. Bình tĩnh thôi. Lượng đạp đôi của Bi là khoảng tầm 30 con. Vâng, không biết Bi có dám đẩy không. Và có lẽ là Bi sẽ tụ đông hơn. Vâng, họ có quân bảo kê rồi, bây giờ họ sẽ đứng. Vâng, sẽ đứng và bảo kê. Vâng, một tên đẩy đạp đôi của không. Vâng, hơi đen cho Hồng Anh. Vâng, tại sao. Vâng, chưa biết đâu, chưa chết quá nhiều dân đâu. Vâng, Bi chỉ là một bài ăn hoang sóc đạp đôi. Bi chỉ ăn hoang sóc đạp đôi. Vâng, Cung R thì đứng đằng sau ruộng và bắn. Hy sinh. Vâng, tôi cũng điên hoang làm sao. Không, nhưng mà Bi có những con đạp đôi để có thể. Vâng, Bi có những con đạp đôi để có thể bảo kê được bạn ăn hoang. Vâng, tham lai thì vẫn là tươi. Tham lai chắc chắn không, nhưng Bi đang đạp là tươi tốt. Vâng, tham vẫn giữ được ở 9x. Vâng, đã lên 4 xong. Nâng cấp công nghệ. Lửa và bắn chặn. Lửa, không, như vậy là bắn chặn trước. Vâng, Bi không còn quá nhiều dân đâu. Vâng, Bi đã lên xong 4, Hồng Anh đã lên xong 4. Vâng, bây giờ thì quay về làm lại ruộng. Vâng, một chiếc nhà cứng ở đây. Nhà cứng BA, hợp lý. Rồi, bắt đầu là những tên đẩy đôi tiếp theo. Nhưng bây giờ thì khi mà Hồng Anh lên xong 4 thì Bi sẽ không đạp được nữa. Vâng, bắt đầu tụ quân lại và đẩy. Vâng, vừa rồi thì nâng cấp đào vàng 2. Vâng, Bi bắt đầu ra những con đạp đôi. Đang hồi. Hai em thủ đang đua nhau hồi. Vâng, lượng vàng của anh không phải là quá nhiều để cho em có thể sóc đều được những con hot. Vâng, hình như không. Vâng, tiếp tục là một tên đạp vào những chiếc nhà cứng này của game thủ BB. Vâng, có lửa thì mới có sự khác bọt ở trong trận thiếu này. Vâng, có dường như là Bi đã sóc quân. Vâng, đã di nhà vào trong góc 3 giờ rồi thì phải. Vâng, tôi không thấy cái số những con nông dân của Bi nằm ở đâu. Vâng, đạp đôi Roman được con và đạp đôi Tuyển. Vâng, chuẩn bị lên xong lửa. Vâng, Bi đang vẩy e rất nhiều. Vâng, Bi đang để Hồng Anh đang để vàng để lên được đào vàng 2 trước, khi mà cái lượng vàng của em là tương đối ít. Đào vàng 2 chuẩn. Vâng, Bi đang đánh một trận là siêu tốt. Phải tụ thật đông mà may ra mới ăn được. Vâng, đạp đôi của Bi bắt đầu đông dần. Nhưng mà đây là một tên mà móc được vào những cái địa điểm làm ăn của cái thủ BB. Vâng, đây là những con hot. Vâng, những con hot đã có bắn chặn và có lửa. Vâng, ăn dần thì là rất nhanh. Vâng, tham lai vẫn đang là 96 trên 132.
Vâng, ăn được khá nhiều dân trong tầm rồi. Đây một tầm mà đẹp vào nhà của game thủ BB. Vâng, đỡ được không? Vâng, có đỡ được không? Vâng, hot bắt đầu nở ra. Thằng này vẫn giữ ở 90. Vâng, hơi khó. Không đỡ được cho tầm này. Không có vàng. Vâng, không có vàng. Vâng, thế vậy nhà Bi không phải là khỏe đâu. Vâng, bình thường thôi. Vâng, quá bình thường. Vâng, thường như là như còn mỗi kích đẹp đôi lẻ thì phải. Vâng, màn hình Bi rất lìu tìu. Vâng, Bi rất lìu tìu thôi. Vâng, ăn hiệu sóc hot. Vâng, phong cách run chơi. Vâng, như dường như đây là đội nông dân cuối cùng của game thủ Hồng Anh, của game thủ BB. Vâng, nhưng mà hai nhà đều nát. Nhưng bên này thì vẫn giữ được cái tham to. Vâng, tham này bây giờ là tham to rồi. Tham lại vẫn giữ được 7-6. Vâng, BB đi sai. Một trận đấu rất tốt của Hồng Anh. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Vâng, tỷ số được rút ngắn xuống 1-2 và chúng ta sẽ đến với trận chung kết tiếp theo của Hồng Anh. Phòng pha rất đau tim. Bóng Bi không hiểu sao lực đâu vẫn lên được gặp đôi và chảy khá nhiều đôi vào nhà của ông anh. May mắn là ông anh cũng lên được đầy 4.